ba cốt tủy của đạo lộ. Kính lễ các bậc tôn sư, con xin đem hết khả năng giảng giải ý nghĩa tinh túy tất cả kinh điển Phật là đạo lộ chư thánh Bồ Tát khen ngợi, cõng vào cho người may mắn khát khao giải thoát. Những ai không tham đắm hạnh phúc thế gian, nỗ lực dụng thân hạ mạng có ý nghĩa, sẽ theo con đường làm vui lòng chư Phật. Hỡi người diệm phúc, hãy tín tâm lắng nghe. Nếu không yểm ly thuần tịnh sẽ vô phương, lắng dịu truy cầu quả lành biển luân hồi. Chúng sanh do ái luyến trong cõi sinh tử, nên bị trói buộc trước phải tìm xuất ly. Thân hạ mạng khó được, mạng sống không dài, tâm thường nghĩ từ bỏ mưu toan đời này, nghiệp quả bất hư, tư duy khổ luân hồi, quan sát thật sâu xa, bỏ tham đời sau. Quán chiếu đến mức dù chỉ một sát na, không còn ao ước hy vọng trong sinh tử, cả ngày đêm tâm chỉ khát khao giải thoát là lúc tâm yểm ly trong bạn phát sinh. Nếu không kèm với phát khởi tâm thuần tịnh, tâm yểm ly cũng không thể thành nguyên nhân đi đến phúc lạc viên mãn vô thượng Bồ Đề. Trí giả nên phát tâm Bồ Đề tối thắng. Bị cuốn phanh giữa bốn dòng thác khốc liệt, bị xiềng xích nghiệp lực trói chặt khó đoạn, bị ném tận đáy của lưới sắc chấp ngã, trùm kín trong bóng tối mịt của vô minh. Sinh rồi lại sinh trong luân hồi vô tận, bị liên tục hành hạ bởi ba khổ. Đây là trạng huấn của những thân mẫu ta, quan sát tâm thù thắng tự động phát sanh. Nếu không có trí tuệ thâm đạt chân lý, chỉ tu tập yểm ly cùng Bồ Đề thì bạn không thể nhổ tận gốc luân hồi, cần phải dụng phương cách chứng lý duyên khởi. Quán thấy tất cả pháp luân hồi, niết bàn, từ nhân sinh quả không hư vọng xác thực, hãy hủy diệt hết thảy ý hướng chấp cảnh, vì ấy vào đạo lộ làm Phật hài lòng. Hiện tướng duyên khởi chân thật, bất hư dối, chấp nhận không tánh viễn ly sự trình hiện, cho đến khi còn thấy sự tách biệt giữa hai, là chưa hiểu được thâm ý của Như Lai. Khi chúng đồng lược không luân phiên thay thế, duy chỉ thấy lý duyên sinh như chân thật, tâm xác quyết diệt mọi chấp trước thật hữu, là khi ấy bạn hoàn tất tri kiến quán sát. Mặt khác hiện tướng duyên sinh trừ hữu biên, không tánh xa lìa vô biên chấp đoạn diệt, hiểu rằng không tánh hiện khởi qua nhân quả, thì bạn không bị biên kiến chấp chiếm đoạt. Khi con thật sự hiểu đúng điểm trọng yếu, ba cốt tủy của đạo lộ như thế rồi, hãy sống đập cư phát triển tinh tánh lực, sẽ sớm đạt được điều con hằng nguyện ước. Đại sư Tôn Kha Pa.